Chào các bạn. Và tiếp theo trong cái video của chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp với quý anh chị và các bạn là 6 cái bước để chúng ta có thể là kiếm tiền được với Tamodo. Đấy. Thì Tamodo là gì? Thì đây là một cái trang web kiếm tiền thì tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn trong một số các cái video lần trước rồi. Và bây giờ ở trong video này thì tôi sẽ không nói lại về cái vấn đề này nữa. Và chúng ta có thể xem lại các cái video mà tôi đã hướng dẫn ở trên mạng. Người ta có thể là vào YouTube ở đây. Người ta gõ tên vào trong này là Lê Văn Lực. Vào đây thì ta sẽ thấy được đây là cái kênh mà tôi đã làm, đã chia sẻ với quý anh chị là rất nhiều các cái video để giúp chúng ta kiếm tiền, đặc biệt là cái dự án mới là kiếm tiền với Tamodo đang được nhiều người thực hiện và làm rất hiệu quả trong cái năm 2020 này. Thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta xem một số video mà tôi đã làm. Đây là hướng dẫn này, cái cách đăng ký tài khoản để kiếm tiền với Tamodo như thế nào. Đây là với cái chương trình, cái giao diện mới nhất, cách đăng ký ở trên điện thoại và trên máy tính. Đây có hai cách để mà kiếm tiền với Tamodo. Và cái cách để kiếm được 20 triệu cho cái người mà mới nhất mới tham gia thì cần làm những cái công việc như thế nào. Và trong cái video này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là các cái bước để chúng ta có thể đăng ký và kiếm được tiền với cái chương trình này. Đây chúng ta hiểu được là Tamodo sẽ cung cấp cho bạn 0,25 đô cho mỗi lượt giới thiệu thành viên mới trong cái hệ thống là 7 tầng của bạn. Ở đây là gồm có 6 cái bước đơn giản để chúng ta làm. Thứ nhất là chúng ta truy cập vào cái link mà tôi để dưới cái phần mô tả đấy để chúng ta đăng ký tài khoản. Đây cái link này. Chúng ta truy cập vào cái link này thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang tương tự như thế này. Đây là ở trên máy tính nhá. Còn trên điện thoại thì ở cái phần phía bên này thì chúng ta thấy sẽ có cái dấu ba gạch. Ba gạch nằm ngang đấy. Và chúng ta bấm vào cái ba gạch đấy thì chúng ta sẽ thấy được cũng có một cái chữ là Self Free ở đây. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Đây. Cái dòng đầu tiên thì chúng ta điền họ và tên này. Dòng thứ hai là chúng ta bấm vào để chúng ta chọn quốc gia này. Dòng thứ ba chúng ta điền mail của chúng ta vào. Chúng ta mail gì thì chúng ta điền vào đấy nha. Rồi dòng tiếp theo là chúng ta điền cái mật khẩu của cái tài khoản Tamodo ở trên này. Và dòng tiếp theo đây là cũng nhập lại cái mật khẩu tương tự như thế. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bấm vào cái ô vuông này là bạn chấp nhận điều khoản dịch vụ và chính sách. Và cuối cùng bấm vào cái dấu ô vuông ở đây để xác định mình không phải là người máy và bấm vào cái chữ đăng ký ở đây là chúng ta đã tạo thành công một cái tài khoản rất là đơn giản rồi. Và sau khi mà bấm vào đăng ký đây rồi, chúng ta sẽ vào mail, check mail để chúng ta bấm vào cái link để xác nhận là mình đăng ký thành công. Ở trên điện thoại cũng tương tự như thế. Và cái bước thứ năm là chúng ta sẽ vào cái tài khoản của chúng ta để chúng ta lấy cái link ở tài khoản đấy và sao chép cái link đó để đi chia sẻ cho người khác. Và khi những người khác đăng ký dưới cái link mà các bạn chia sẻ thì các bạn sẽ được 0,25 đô cho một người. Trong bất kể là người nào ở cái tầng nào trong cái vị trí 7 tầng đó thì các bạn đều được là 0,25 đô cả. Đây, đây là cái tài khoản mà tôi cũng vừa mới đăng ký. Thì ta có thể vào trong này để ta xem. Sau khi mà các bạn đăng ký thành công rồi thì đây mỗi tài khoản sẽ có một cái link khác nhau ở đây. Các bạn sẽ sao chép cái link này đi để các bạn chia sẻ cho người khác hiểu biết về cái dự án này và cũng kiếm tiền khi người khác kiếm tiền. Khi mà người khác đăng ký dưới cái tài khoản của các bạn thì các bạn sẽ được tiền giống như là tôi chia sẻ cho các bạn vậy. Để chúng ta sao chép cái đường link này nhé. Và một cái điều đặc biệt nữa là chúng ta vào cái phần này cài đặt đây để chúng ta thêm hoàn chỉnh các cái thông tin cá nhân của chúng ta vào thông tin cá nhân này sau khi mà đăng ký xong rồi nhé. Đây họ và tên chúng ta điền vào, nam nữ quốc gia, mail là cái gì thì điền vào đầy đủ. Và ở dưới này có một cái là cái thông tin thanh toán ở đây, các bạn bấm vào đây. Đây, ở này thì người ta đang có hai cái hình thức thanh toán. Hình thức thanh toán thứ nhất là
USDT là cái địa chỉ ví là như thế nào, thì chúng ta nếu mà chúng ta đăng ký rồi thì chúng ta sẽ có đưa vào đây. Cái địa chỉ thứ hai là thanh toán bằng Bitcoin, thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ vào để mà có được cái địa chỉ này, thì các bạn sẽ là vào cái link này này. Để tiếp tục thì chúng ta sang cái bước thứ sáu là đăng ký cái ví Zemitano để chúng ta giao dịch tiền. Thì cái địa chỉ để đăng ký cái ví này thì tôi để cùng để dưới cái phần mô tả của video nhé. Chúng ta bấm vào cái link mà tôi để dưới phần này để chúng ta đăng ký một cái ví Zemitano này, để chúng ta lấy cái tài khoản để chúng ta đưa vào trong đó. Thế thì khi mà đăng ký thành công rồi, cái ví Zemitano rồi, thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang như thế này. Thì chúng ta sẽ vào cái trang Zemitano đăng nhập vào đây. Chúng ta sẽ vào cái bảng điều khiển đây này. Bảng điều khiển đây. Chúng ta chuyển xuống cái phần ví đây. Và chúng ta bấm vào cái dòng đây. Bitcoin, nạp Bitcoin. Chúng ta bấm vào cái chữ nạp vào đây. Thì nó sẽ đưa cho chúng ta đến một cái địa chỉ cái ví. Là ở đây chúng ta copy cái địa chỉ ví này để đưa vào cái phần bên kia. Là chúng ta copy này. Rồi đây, chúng ta dán cái địa chỉ ví của chúng ta vào đây. Và bấm vào gửi. Nữa là hoàn tất. Đấy, như thế là thông tin là đã được gửi thành công rồi. Ta có thể vào đây để ta xem lại. Ta vào đây ta chọn cái phương thức thanh toán này. Là Bitcoin này. Đấy, cái địa chỉ ví của chúng ta mặc định lúc nãy ta làm thì nó sẽ được hiện lên ở đây. Và cái số tiền ta sẽ muốn rút là bao nhiêu. Trên này là tôi mới đăng ký cho nên là cái số dư khá dụng được duyệt thì nó chưa chưa có nhiều. Nên là ta sẽ chưa rút cái phần này. Đấy, khi mà kiếm được tiền rồi thì ta sẽ rút. Đây là đây. Xem lại cái tài khoản của tôi đây. Khoản thưởng đang chờ duyệt là 2,75 đô. Cái khoản đã được duyệt rồi là 0,25 đô. Và có thể vào đây để chúng ta xem cái số lượng thành viên chúng ta mời là như thế nào. Thành viên mời trực tiếp này. Hiện tại là có thành viên mời trực tiếp là được 11 người rồi. Tổng số thành viên đã mời là được 12 người. Đấy. Và khi mà đủ tiền rồi thì chúng ta sẽ vào cái lệnh rút tiền để chúng ta rút về cái ví điện tử Zemitano của chúng ta. Và bây giờ là nhiệm vụ của các bạn, những người mới đăng ký, khi mà đăng ký thành công dưới cái link mà tôi để dưới phần mô tả rồi, thì các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ này. Đây, cái đây là cái link của các bạn đây. Các bạn vào đây để các bạn sao chép lại. Và chúng ta sẽ đi chia sẻ cho mọi người. Thì ở đây có hai cái cách để chúng ta đi chia sẻ. Thứ nhất là cách miễn phí mà tôi cũng đã nói với các bạn, là chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp bằng cái link mà copy lại đấy. Thì mọi người khi mà đăng ký và chia sẻ rồi dưới cái link của bạn thì các bạn sẽ được 0,25 đô. Và tiếp theo nữa, chúng ta có thể chia sẻ lên trên Facebook cá nhân này và các cái group trên Facebook, những các cái group kiếm tiền đấy. Chúng ta lên Facebook của các bạn thì chúng ta đánh cái chữ mà kiếm tiền, gõ vào đấy, kiếm tiền trên mạng hay là kiếm tiền như thế nào đấy, thì sẽ có rất nhiều các cái nhóm để cho chúng ta tham gia. Đây, kiếm tiền online này, thì trên này có rất là nhiều các cái nhóm để chúng ta tham gia. Tham gia thì chúng ta sẽ chia sẻ các cái bài viết của chúng ta trên các cái trang này. Thì khi mà người ta đăng ký dưới cái link của các bạn thì các bạn sẽ kiếm được tiền. Hoặc là làm video để chia sẻ trên YouTube hay là TikTok. Thì cũng giống như tôi đang làm video để chia sẻ cho các bạn, thì chúng ta chia sẻ lên YouTube thì mọi người đăng ký dưới cái video này thì các bạn cũng sẽ được tiền. Hoặc là các bạn có thể viết cái bài để review trên cái blog cá nhân của các bạn. Đây, ví dụ như chúng ta có thể là chia sẻ ở trên các cái blog của trong chúng ta. Ví dụ đây là cái trang blog của tôi là Lê Lực Kiếm Tiền Online.blogspot.com. Thì ở trên này thì ta thấy là sẽ có rất nhiều các cái bài
mà tôi chia sẻ ở trên này. Đây là hướng dẫn kiếm tiền với Tamodo cho người mới này, cách kiếm 20 triệu vào thời gian rảnh. Chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem. Đây, đây là Tamodo là gì? Hướng dẫn kiếm tiền với Tamodo không cần bỏ vốn một cái đồng nào cả. Thì ví dụ như người ta vào đây, đây là một cái cách là chị chia sẻ rất là hay. Thì chúng ta vào đây chúng ta xem, thì những người người ta vào đây, người ta đăng ký, người ta đọc các cái bài viết này và người ta đăng ký dưới cái tài khoản của tôi, thì tôi cũng sẽ được là 0,25 đô trên một người. Đây, sự khác biệt của Tamodo là hoa hồng lên đến 90% này, thời gian lưu trữ cốc kêu là lên đến 360 ngày này. Và trong này có cái một cái video hướng dẫn cách đăng ký tài khoản của tôi đây, để ngay trên cái trang blog này. Đấy, chúng ta có thể viết blog để chúng ta chia sẻ cho mọi người. Đây, cái cách hướng dẫn tuyển dép dễ dàng, miễn phí, chia sẻ cho mọi người. Đấy. Và cũng có thể cái cách trả phí là chúng ta quảng cáo ở trên Google hay là YouTube hay là quảng cáo trên Facebook hay là quảng cáo trên TikTok đều được cả. Tuy nhiên đây thì là cái hình thức trả phí, thì các bạn có điều kiện thì các bạn làm, mà không thì các bạn làm cách miễn phí này cũng đã rất là hiệu quả rồi. Và đến lượt bạn, bạn là những người mới thì các bạn chú ý là chúng ta tập trung vào cái việc mà hỗ trợ cho 5 đến 10 người. Khi mà chúng ta giới thiệu ra là ở cái tầng 1 của các bạn để người ta hiểu về cái dự án Tamodo này và cái cách để người ta hướng dẫn cách để người ta kiếm được tiền, và giảng giải họ hiểu về dự án, cung cấp cho họ cái cách tuyển công tác viên một cách là hiệu quả, và thường xuyên trao đổi với những cái người ở tầng 1 của các bạn để giúp cho họ hiểu hơn, để người ta biết cách làm việc, và từ tầng 1 người ta sẽ hướng dẫn cho tầng 2, tầng 2 hướng dẫn cho tầng 3. Cứ như thế thì hệ thống của các bạn sẽ hiểu về cái cách kiếm tiền này và sẽ tạo được một cái hệ thống vững chắc. Thì đây chính là 6 cái bước tổng quan để các bạn biết cách để các bạn kiếm tiền và sau này có cái để các bạn rút tiền về cái ví Gemitano đây. Đây, bước thứ 6 đây là cái bước mà đăng ký một cái ví giao dịch Gemitano để chúng ta là lấy cái địa chỉ ví để đưa vào cái tài khoản thanh toán cho chúng ta. Các bạn có thể là vào cái blog của tôi là lê lực kiếm tiền online.blogspot.com để chúng ta đọc kỹ hơn về cái dự án này. Đây, đây tôi có hai cái bài viết và trong đây còn rất nhiều các cái dự án khác để kiếm tiền, thì các bạn có thể vào đây để các bạn xem. Trong đây có các cái khóa học về online, về tư duy làm giàu, hay là các cái công cụ để làm YouTube cũng rất là nhiều ở trong này. Đọc tiếng Anh này, đọc tiếng Việt này, chất lượng IP mạng vân vân rất là nhiều. Hay là các cái phần mềm để làm video, rồi các cái trang kiếm tiền affiliate ở đây, hướng dẫn kiếm tiền online YouTube, các cái quy trình để làm như thế nào. Đấy, trong cái trang này của tôi cũng rất là nhiều nhiều bài. Và trên cái kênh kiếm tiền online, đây là cái kênh chia sẻ về cái cách kiếm tiền online, bí kíp làm giàu, tử vi phong thủy mẹo hay là các cái thủ thuật, thì tôi chia sẻ ở trên cái kênh Lê Văn Lực ở đây, thì mọi người có thể vào đây để tìm hiểu thêm một số các cái cách để làm. Trong đây có cái danh sách phát, đây có thể là hướng dẫn kiếm tiền với affiliate này, cách kiếm tiền online này, một số cách kiếm tiền với Tamodo này, hay là kiếm tiền với trình duyệt Brave này. Trình duyệt Brave hiện tại cũng đang kiếm được rất nhiều tiền, thì các bạn có thể vào đây để các bạn xem qua. Thì đây là tổng thể các cái bước để chúng ta có thể kiếm được tiền với cái dự án Tamodo, một cái dự án rất hot của năm 2020 này. Và cuối cùng thì xin được hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của chúng tôi. Và nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc vướng mắc ở những cái phần nào khi mà các bạn đăng ký hoặc là chưa làm được, thì các bạn có thể là comment và để lại cái lời bình luận bên dưới của video, và tôi sẽ hướng dẫn giải đáp các bạn tỉ mỉ, giúp các bạn sẽ thành công và kiếm được tiền từ cái dự án này. Và cuối cùng chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều tiền, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi.